Dạ, đúng rồi. ai mới dòm cũng tưởng là không có bị mù, bị ngay 6 7 năm rồi là chỉ mất rồi, rất là khổ và dài luôn. Chứ còn chỉ có chị bưng lại chị nói nè em cái này cơm nè em cái này cá nè em cần cho mình biết á. Rồi giờ chị chết mấy năm nay rồi, chị chết là thấy khổ rồi, chứ chị sống là không có đứa nào để đổi hết. Thôi thì cô cũng ráng, bây giờ thôi thì mình cũng có bạn bè, thấy các cô con rất là thấy rất là cảm động vì các cô ở đây cũng bạn bè Dạ, cũng nhờ lối sở mấy bà đứa con hàng bạn xóm thôi, đấy, mấy đứa bạn nó ghé nó thăm đồ để này kia, bán anh em quét xa nhà mua lau láng nhiều nhà lần, đồ, và đấy quét nhà lau những nhà các với cô lời thăm nói chuyện cho vui đồ vậy dạ đó. dạ đấy các cô các chú ở đây rồi mọi người giúp đỡ gì thì con thấy cái tình cảm lối xóm rất là tốt. Đó, nói đi thì cũng nói lại, thực sự là cũng thấy cũng gì tưởng là gì, không có con cái gì cả mà có con mà lại không có trách nhiệm với ba mẹ thì nói thẳng ra là con cảm thấy thế cũng không hài lòng. Đấy, không hài lòng vì bất cứ lý do gì mình nghèo khổ nhưng mà mình không thể bỏ cha bỏ mẹ được. Cha mẹ thì là cái người mà mang nặng đẻ đau sinh ra mình, thì mình có nghèo thì vẫn bây giờ nghèo tiền bạc thì người ta còn dễ chữa, chứ còn nghèo về cái tình cảm và nghèo về cách đối xử đấy, con cảm thấy là tự thấy là không không hài lòng rồi. Nhưng mà thôi thì cũng bù lại thì có bà con lối xóm cũng giúp đỡ gì thì như thế cũng rất là tốt, thì con cũng thôi hôm nay thì bước đầu như thế, tới là hỏi thăm sức khỏe gì thôi, chúc gì sức khỏe nhá. Dạ, Và người cảm con ơn nhiều, cảm và ơn con tên cũng Tuấn thấy Dương vui. nhá, con Dạ. tên Tuấn Dương. Dạ Cảm ơn chú Dương nhiều. dạ dạ Cũng em ok. dạ Chào quý vị các bạn, hôm nay thì sẽ theo ngoại đi đến thăm một cái gia đình trường hợp trong xóm này á. Dạ, trong đây thì rộng mà cái chỗ ngoài nhỏ quá. Dạ. Mới quay với mẫu quay quay đấy rồi quay tôi ngay rồi dạ mới hiểu quay đây. Chào các bác nhá, rồi vô các bác nhậu đi, các bác nhậu vui nhá. Dạ. Dạ. Cái khu này ngày xưa nó cũng nhỏ, đường cũng nhỏ như này ngoài. Trước 75 cũng vậy luôn. Phút năm mà mới mặn lạnh vô. Có đường này rất chợ. Rồi dẫn đi vòng vòng con. Đi vô này. Đây hả chính chính? Dạ, nhà nó đây. Chị mới thấy mặt chị biết đó nè. Chứ hồi nãy chị dạ. Rồi con chào các dì ạ. Chào bạn. Rồi con chào dì. Dì khỏe không? Vâng, ngoại vô trong này. Dạ. Ở đây là ở số là chơi với chị ba. Dạ. Ai vậy? Dì ăn cơm đi ạ. Dạ. Dì đang ăn cơm hả? Dạ. Dạ. Dạ, mấy người ghé trong này hả? Mấy người ghé thăm cô. Dạ. À, mấy 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 cô mấy bà trong xóm. Đấy, ngồi ghế ghế cao, ngồi ghế cao. Ngồi ghế cao, con ngồi ghế thấp. Dạ. Con nói chuyện với cô đi. Dạ. Bà là ai vậy? Chị ba lúc xăm á, bà lúc xăm đầu hẻm á, má thuộc dân á, má thuộc dân á. Vậy hả, chắc bà biết. Con, biết cô còn bây giờ vô đây mới biết hôm nào nay thím chín giờ giờ bà tèo nói mà không có biết. Có ai khổ quá. Ừ, đó này giờ nó là bữa nó gặp chú đó, nó nói là nó nhỏ này nè. Đó mù mù rồi còn bị gãi chân.
Bữa có bị bệnh vậy lâu mau rồi. Dạ bị mù nay là 6-7 năm rồi. À. Rồi còn té gãy cái chân rồi nào. Dạ còn gãy chân nay năm mấy rồi mà không có tiền mổ, không có tiền bó, bây giờ đi không được. À. Giờ cứ cành nhắc cái ghế đó, cành nhắc vậy ha. Đi vòng vòng trong nhà được. Dạ, chứ không có đi đâu được ha. À. Rồi tiểu đồ này kia rồi trong cái bô rồi cái cột vô cái ghế đó, cái ghế nó có ràng với thùng đó rồi mà kéo về mình nhắc mình đi. Thì có thể bắt đèn được lên không gì? Ờ để bắt đèn. Dạ, bắt đèn mình con cho sáng xíu á. Dạ dạ. Giữa dây chở cho ông Phước này là ông Phước ổng biết không đó. Dạ mấy người này mà lâu lâu cái người ta cũng ghé thăm. Dạ. Đây có đoạn nào ghé thăm cô chưa? Dạ. Dạ, mấy người sớm anh ơi. À, dạ, đây mấy cô bác ở xóm ạ. Dạ, lỗ sớm. Còn tôi thì nấu cơm đem lại cho nó ăn. À. Em đồ ăn ha. Cho ăn với em nó. Cho ăn đó chị. À. À, cô là cũng nhà gần đây à? Nãy còn ngay chỗ quán cà phê, chị ba chị vô mới thấy á. À. Chị nhờ, cũng nhờ chị á. Nhờ chị nói dùm để lại dắt nó lại cho nó đó. Dạ. Ở thím này cũng không tốt lành gì, cái chân cũng đi gãy nè. Dạ, dạ. Đi nhắc nhắc luôn. Dạ. 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 Thím tên gì? Tên Hiền. Hiền. Dạ. Còn cô đây tên gì ạ? À? Dạ, cô tên Minh. Cô Minh. Dạ. Cô có trông thấy con không? Mắt cô có nhìn còn rõ dạ, không? Dạ không, dạ thấy cái bóng mà bây giờ chú với bà nội cũng không thấy, thấy cái bóng đèn đèn đó. Chỉ thấy bóng thôi? Dạ. À, thế mắt gì là bị suy giảm đấy lâu dạ, chưa? Dạ, bị mổ này mù luôn 6-7 năm rồi. Ờ. À. Ồ, 6-7 năm. Thì dì có con cái hay là có chồng trước gì không? Dạ chồng chết lâu rồi, lúc hai mấy tuổi rồi. À. Rồi không có ai hết. Dạ vậy thì còn có con cái gì không dì? Dạ có, cũng không, nó mù nó bỏ luôn, không có ghé ở đây nữa. Nhỏ con gái không tới, tới hồi nó lại đây con lòng mẹ nó gãy rồi nó bỏ đi luôn tới đi giờ luôn, tới chị. Giờ luôn. Em tưởng nó ở lại nên dặn nó không ở lại ở chơi với mẹ mày ngày đó. Em tưởng nó ở lại thôi bỏ nó đi luôn, luôn tới giờ luôn. Con. Tức là gì cũng có chồng nhưng mà chú là chết năm 28 tuổi tới giờ. À chú mất từ năm 28 tuổi. Dạ. Và năm nay gì bao nhiêu tuổi ạ? Dạ 60 tuổi tỵ đó, 60. 66 tuổi dạ. Tỵ á. Dạ dạ. Dạ. Tức là gì con tóm lại vì để cho một số khán giả hiểu là tức là gì là chưa ngày xưa là cũng có lập gia đình. Dạ. Thì năm 28 tuổi là chồng gì mất dạ. Qua đời đúng không? Dạ. Sau đó thì gì ở vậy? Dạ. Đến bây giờ dạ. Và gì có một cô con gái. Dạ. Duy nhất một cô con gái thôi. Dạ đúng rồi. À cô con gái thì năm nay bao nhiêu tuổi ở gì? Nó cũng không biết bầm không nhớ đâu bầm chị nhớ. Nhỏ đó là khủng khoảng là 30 nè. Tại, dạ. Vì, 30 tuổi tại vì lâu quá không có thấy. Nó bỏ mẹ nó bỏ luôn rồi, không có thấy đường nữa. À thì cô con gái gì nó bỏ gì là từ khi nào? Bao nhiêu năm rồi? Bị lâu rồi. Tức là 6-7 thì nói là gì? Mấy năm rồi, mấy dạ. Năm rồi rồi cái bắt đầu cái con nhỏ bạn đó nó đòi gọi điện thoại nó kêu. Chị dạ. Của nhỏ này nè kêu thì nó mới ghé vô cái con này mới kêu. Mày ở đây mày nuôi mẹ mày 1-2 ngày tưởng sao nó không đầy tới 10 phút nó đi về đi luôn tới bây giờ luôn dạ. Đi mất luôn. Rồi. Không ghé thăm luôn. Trời. Bây giờ luôn. Còn ngày xưa thì gì vẫn nuôi chị là cũng bình thường. Thì đi bán rồi nuôi gửi nội nó nuôi nó rồi bây giờ bà nội nó cũng chết luôn rồi bây giờ nó tự nó cũng hơi ngã hết rồi. À. Cũng không còn ai hết. Tức là mình đẻ con, mình nuôi chăm sóc dạ. Cô ấy, xong bây giờ cô ấy lớn. Không có ai sống, mình. Sống có mình, dạ. Vâng. Sống mà... mình rồi nhờ giả rồi người ta cho gì ăn ở nấy. Nhỏ bạn nó đem, có khi nó đem đồ ăn rồi lợ với nó. Với nhỏ bạn gái rồi nó lợ, nó thắp nhang, nó quét nhà rồi dạ. Dùm. Dạ. À, nó lợi nó chơi rồi nó quét nhà, nó thắp nhang vậy? Rồi dạ. Dạ. Chứ quậy, dạ. Vô đây ngồi, dạ, trời ơi, thấy chị ba đi lại chỗ, mừng ghê á, chắc dạ. Nó ở đây á. Rồi, chào cô ạ. À. Dạ. À, cô này không yêu cầu mình đó, nhà chú này mấy lần. Mai anh, dạ. anh.
mà anh ghé anh nói đồng tiền á, có anh đâu cũng có ghé mà dạ thì con nói vâng, thì thực sự là các trường hợp là con muốn rút hết đấy, mà bây giờ cái thời gian của con cũng còn, con còn phải đi các nơi nữa dạ, gì hiểu không, nên là à, con thu xếp được thời gian thì con sẽ ghé sửa xe ngoài đầu đường nào, dạ, dạ. Gãy à, bắt con dạ, dạ. Khổ lắm mà ngoài đường đó, anh ơi. Dạ, dạ. Sửa xe dạ, dạ. Mắt ư anh mắt dạ. Quẹ anh chưa nó vô không đi đâu rồi kiếm dạ. Không có không giờ đâu. Thôi thì mình lo từng trường hợp một. Bây giờ các dì cứ gọi, bây giờ các dì gọi tới đây khoảng chục người thì bây giờ các mạnh thường quân họ nhìn thấy thế họ cũng bối rối không biết giúp ai cả, dì hiểu không? Bây giờ mình giúp trường hợp nào thì giúp cho nó sâu sâu một chút xíu để mình hiểu tình hình, chứ con cũng hiểu là con biết là rất là nhiều người khổ, con bước chân ra đường thì gặp rất nhiều hoàn cảnh, chúng ta đều giúp nhưng mà cùng một lúc thì mình chưa thể giúp hết được, dì hiểu không? Nên là thôi mình cũng cứ từng bước từ từ từng chút một. Chứ giờ mình các gì sáng con ra chợ là giống như tới cả chục người nói con bảo bây giờ ai cũng có hoàn cảnh hết mà con mấy cũng phải mấy người nào không dạ dạ thì đúng thì thôi mình từ từ ưu tiên từng trường hợp một đó, chứ con thì ý con là con muốn giúp hết tất cả mọi người đấy, nhưng mà cũng giới hạn thời gian là một, sức khỏe nữa, rồi còn nhiều các trường hợp khác, ví dụ các người đang nằm bệnh viện đang cấp cứu có khi rồi này nọ thì cũng phải tới nữa, chứ không phải là con rồi con cũng còn công việc nữa đó. Đây. Chồng chị này cũng bị tai biến dạ. À, chứ còn gì kể với con thì con thông cảm, chứ con thông cảm. Thì gì có con hỏi thêm là con gái gì đấy là cô ấy lập gia đình chưa, gì có biết thông tin gì về cô không? Dạ, chắc có chồng rồi. Bây giờ sinh con ra xong rồi lại mẹ cha mẹ bệnh mà lại quay lưng với mẹ, thế thì con thấy nó cũng kỳ kỳ á. Không thấy đường nữa rồi nó thôi bỏ luôn. Đi biệt luôn tới giờ luôn, nó mấy tháng trời đó chị. Tôi nghĩ mà năm mấy rồi. Đi tới giờ mẹ cái chân gãy năm mấy mẹ á. Ở đây mình nuôi mẹ chừng đêm đi rồi tao đây cũng chạy tới chạy luôn với má mày. Tưởng nó ở lại không trả lời, tưởng nó lại ai nhẹ la. Em về nấu cơm đem lại cho nó thì hôm nó đi mẹ đi tới giờ luôn á chị. Không có ghé. Cô đấy hoàn cảnh cũng khó khăn hay sao mà cô không giúp? Ai? Cái cô con gái ấy. Cái đó mình không biết nó nữa. Ở đâu? Ở đâu nó lại à, chứ mình không biết chỗ ở nữa. Dạ. Không biết luôn. Là gì nhắm nhắm là cô ở đâu? Trời dạ, không biết. Có nhiều cái đồ nó đâu có ghé đâu. Dạ. Đâu ghé là tắt vô cái vậy thôi. Không, nhưng mà con thấy cái đấy là thấy không được, ví dụ ba mẹ mình dù gì thì cũng sinh cho mình rồi thì cáo nghèo thì giống như mình có thể mình nghèo về tiền bạc nhưng mà về cái tình thương ấy thì cũng phải có cái sự san sẻ đồng cảm thì mới là cái đạo hiếu, còn không như thế thì thấy cũng không có cố. Mình thấy là không thấy, nhưng mà nghe kể trường hợp nhỏ tóc cũng tệ quá đó. Dạ. Mẹ vậy mà không có gì tóc nữa. Vâng. Chồng thì có, vợ con thì cũng chồng nó chết rồi nó còn trẻ. Về nhà lỗ chỗ. Nhưng ngày xưa gì, lúc bây giờ gì có làm cái nghề gì hay buôn bán gì để sinh sống không? Đó. Không, trước cái lúc mà ý con nói là trước cái lúc đó quá, lúc chưa mù thì có bán cà phê, bán bột chiên ngoài trước. Dạ. Rồi sau thì bị mù rồi không có bán gì. Dạ. Sau cái nhà đâu đi lãnh xin gạo rồi về ăn á. Dạ. Đi xin gạo về ăn, cái nhà đâu xe nó chở té rồi gãi luôn ngoài đầu hẻm 263 gì té này cho nó ngay cầu gãi luôn, gãi luôn tới giờ năm mấy rồi không có tiều mổ này kia thôi giờ em đem vô trong trung tâm chính hình á. Dạ. Thì nó kêu mổ nó biểu mổ đâu có tiền kêu nhập viện cũng không có tiền. Dạ. Có là chân là bây giờ gì không đứng được hay là gì đứng được không đó, cô bà. Đứng được không? Đứng thì được lâu không được, giờ dính cái ghế cà nhắc đi chút bữa về nhà được. Nhưng mà mình đi đây thì rồi đi đâu có ra ngoài đường đi vòng không hay là chỉ dạ không đi vòng trong nhà vậy đấy đi hả? Người ta cho cái đồ tập đi á, rồi đi có lợi chỗ thiện chút nè lợi, rồi giờ đau nữa đi không được người ta cho cái xe lăn nữa à, rồi đó cái xe lăn rồi giờ phải kêu người đẩy đi nữa yeah. Đi khám bệnh nó là đẩy nhỏ là đẩy, nó muốn đi chợ đi gì nè chị, muốn mua gì nhỏ là đẩy đi
chân em yếu quá, em đâu có đợi nó nổi thật. Nó đợi, bữa em đưa nó xuống tới ngay chỗ chung cư Ứng Quang nè. Em đi bà khóc luôn á. Bà thấy mướn xe lăn á, mướn với đi khám bệnh, mướn người ta rồi bà thấy gì bà nói. Để bà hỏi chồng bà có còn không, rồi bà đem lên bà cho, với bà cho 700 với cái xe lăn. Dạ. Này cũng lâu rồi đó mới có cái xe lăn chứ thôi mướn người ta không à. Dạ. Hàng ngày có thỉnh thoảng có khi nào gì có ra ngoài chơi không, có nhờ các cô đưa đi không? Dạ không, cái tối nhà nằm nằm nhà, đây. Nằm nhà thế bây giờ thì lấy cái gì để mà mình sinh hoạt sống gì, có lương dạ. Hay là trợ cấp gì không? Thì đâu ở có nhà đâu. Nước nhà nước nó phát 900 mấy đánh tiền về không đủ thì quá chị không có đủ thì vậy lớp sớm được cho với nhỏ này đem được cho đồ ăn, ai cho gì ăn thấy không có thì dạ có thì cũng phải chịu. Dạ thì bây giờ thế con hỏi thử là nếu vậy thì cái chi phí mà sinh hoạt một tháng ước tính của dì khoảng bao nhiêu tiền? Thì mấy cả năm nửa năm nay đó thì cô không có đi khám bệnh tại tiền dạ. Cũng không có dạ. Rồi không có đi khám, chỉ mua thuốc mấy nhờ mấy đứa này nó mua thuốc uống thôi dạ. Có nhiều thì ăn nhiều, có ít ăn ít, không dám ăn sáng luôn. Để đi lên ngủ mười ăn sáng không đủ, ăn sáng không đủ dạ. Không dám ăn thì dì cứ ước lượng giúp con là nếu mà dì chỉ bây giờ trong trường hợp mình tính là mình không có bị bệnh tật gì, tức là mình không có đi khám bệnh dạ. Thì giống như cái chi phí gì ăn uống rồi trả tiền điện nước nọ kia thì khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Gì coi như là khoảng bao nhiêu tiền để ai biết như tiền điện nước tháng là 500 rồi đó. 500. Đó 500 ngàn rồi, tiền ăn uống là mình không biết sao mình tính được. Khi em cho khi em đang đạn nấu gì em cho nó mà vậy đó. Thôi kiếm mua nhiêu vậy đó, kiếm thì giống một ngày ước ở nhân tháng một ngày nhiêu kiếm cộng ra. Cái tiền thuốc thì nè mà cũng tháng cho bổ đầu và cũng phải 2 triệu á. Coi là khoảng 2 triệu là chi phí sinh hoạt được một tháng, ăn dạ, uống. Dạ, 2 triệu. Ăn uống với điện nước đúng không? Là điện nước, ăn uống với thuốc, mua thuốc dạ. Tim thuốc tim với thuốc hạ máu. Mà thuốc khớp mình gãy án mà mua không nổi. Vậy. Còn mấy cái thuốc đó nặng quá, nặng tiền quá. Gãy thuốc này đấy hả? Gãy dạ, xương án rồi chị. Gãy xương án. Gãy xương án. Không có tiền đâu mà dạ. Mà nếu mổ quá thì nó cũng đi được rồi này. Dạ. Tiền mổ, bác sĩ kêu mổ đâu. Ở đây là nhà thì mình đây, đây là bếp đây ở. Giấy bác sĩ, giấy gãi cổ xương đùi. Đây là cái hồ sơ bệnh án đây đúng không ạ? Dạ, trung tâm chính hình nó đưa ra nó kêu mổ, kêu nhập viện mổ. Đây để con. Mình không mổ nó kêu mình phải ký cái giấy là tôi đẩy đi đó. Nó dẫn đi đó, cũng chịu dẫn đi đó. Cái này, có cái bệnh án đâu con không biết, cái này xem phim thì con không biết xem. Thì lấy cái kia kìa, lấy cái giấy chính. Đây đây, đơn thuốc với, đây là đơn thuốc chẩn đoán là, đây là gãy cổ xương đùi phải và di lệch, bệnh nhân không đồng ý mổ. Đã đúng rồi, từ lúc kêu mổ đâu có tiền chú. Kêu mổ không có tiền. Dạ, tức là kêu mổ nhưng mà không có tiền nên là mình chờ lúc đó làm gì tấm vô rõ rỏng ra. Dạ vâng. Giờ nó cứng. Bây giờ nó cứng rồi thì đâu có mổ ngay được đúng không? Vậy là không có đi. Dạ. Và đây là các cái đơn thuốc mà mình mua đó, đúng không? Đó đem vô trung tâm chỉnh hình đó chú. Thuốc nó mắc tiền, nó đâu có tiền đâu. Lần gần có 500 ngàn tiền thuốc. Địa chỉ của gì? Đây là 322 sườn 14 Vĩnh Viễn đúng không? Dạ, đó. Nói chung là đi vào đây thì thấy nó cũng còn phải người dẫn mới đi, chứ còn hẻm hóc thì nhiều khi tìm hơi khó. Dạ. Đó. Đây giấy chứng nhận thương tích là ngày năm 2017. Vậy là hơn một năm rồi đúng không gì? Dạ, hơn năm rồi. Năm hơn ngoái. Một năm rồi, năm ngoái 29 tháng 9, năm nay bây giờ tháng 12 rồi. Năm 3 tháng. Dạ. Dì tên là Nguyễn Thị Minh đúng không? Dạ, dạ, dạ. Sinh năm 1953. Dạ. Địa chỉ là 322 xuồng 14 Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10. Và bị gãy cổ xương đùi phải. Dạ. Di lệch. Họ điều trị kêu là nẹp chống xoay rồi
điều trị ngoại trú nhưng mình không có tiền thì thôi lại mình lại cứ để như vậy. Dạ. À. Giờ chuyển đâu đi được. Bởi vậy giờ có chữa cũng được. Dạ. Giờ có tiền giờ đi cũng lại cái bác sĩ nó kêu ông ca vô khiêm đi. À. Tại lớp mù nó không thấy đường nữa, dạ. Tốn tiền lắm này kia. Rồi giờ đâu có khám đâu có gì nữa, tiền nhiều quá. Thuốc mà cũng nặng quá. Cái cơm gì ăn đây là gì biết món gì không? Dạ. Ăn thì biết. Dạ. Nó bưng lại nó có nói là cái gì. Dạ dạ. Dạ. Bưng lại có nói có biết. Bữa nay em nó không ta cho ngừ. Dạ. Thành ra em không có cho nó ăn cái ngừ này dạ. Nhỏ cháo để em định cho ăn. Cho người này. Cái ngừ nó cho hả? Cho gì ăn cái này. Dạ. Em không có cho nó ăn cái ngừ. Còn ở trong này là gì đây? Dạ cái cầu. Nhà tắm. Nhà tắm với mở đèn không đây. Rồi đây đi mở đèn thử. Mở lên. Thì biết gì phụ con coi thế nào. Nhà cha mẹ chứ đâu có đâu. Có tiền đâu. Hả? À, đây là cái nhà cầu. Tắm, nhà dạ. Cầu. Rồi. Còn chỗ đây là phơi đồ. Dạ. Đồ thì bây giờ gì còn tự giặt được không hay phải người khác dạ, giặt phụ? Chưa, đâu có tiền mười mấy năm rồi không có tiền tô. Không, ý con nói là cái đồ giặt đồ ấy. Dạ dò ngồi cái ghế dò phơi đại móc thấp chứ cô không có đứng giặt đồ rồi. Là cũng dạ dò vò ấy lên tại có hai cái tay ngồi cái ghế cao á giờ để lên cái bàn cầu á dạ. Dò vậy thôi dạ hồi đó chị này giặt chứ không có thấy được dạ. Thì bây giờ cái nguyện vọng của cô là cô muốn sao? Cô Thủy à, cô Thủy đúng không? Dạ. Dạ thì bây giờ nguyện vọng cô Thủy, cô Thủy muốn à cô Minh. À xin lỗi cô Minh, con này hay quên. Biết à. Sao giờ. Đâu có biết. Thì dụ cô có mơ ước là gì không? Cô mơ ước nói luôn đi, nói đi, tao không nghe. Cả ông đã nghe đó cô Minh. Cô không biết mơ ước sao cô thấy khổ quá rồi cô. Bây giờ như này thì bây giờ con hỏi như này này, bây giờ ví dụ như cô, bây giờ cô không còn người nương tựa đúng không? Dạ. Bây giờ thì cô có muốn vô chùa ở không? Tại có cái nhà như vậy rồi đi vô chùa rồi bỏ hết nhà này. Nhà của nó nè. Nhà cha mẹ cha vợ. Nhưng mà ý con nói bây giờ thì đồng ý là vậy thì bây giờ cô còn anh em gì ở đây không? Anh em ruột. Dạ. Có cái thằng nó cái thằng nó bị nó hồi nãy tụi nó nói là cái đó què. Đi lính nó bị què. Bị què với nó bị hư con mắt luôn. Dạ. Bị què với bị. Bây giờ ở cũng như giống cô vậy mà bây giờ con nó quậy bây giờ nhà cũng bị nhà bán không có luôn. Dạ. Cũng khổ. Thì bây giờ con cái này thì thôi tùy cô quyết định thôi nhưng mà con thấy như thế này này. Bây giờ cô ở đây thì không có ai chăm. Đúng không? Cô ở đây là không có ai chăm. Mà nếu có thì là toàn các cô hàng xóm tới giúp. Dạ. Đó thì trước tiên thì cũng rất là cảm ơn các cô. Thế nhưng dạ. Thì hôm nọ con có đi vào bên chùa đó, con cũng có hỏi thăm ở bên chùa chùa Lâm Quang đấy. Con dạ. Cũng có đi bên đó thì hỏi sư cô có nói rằng những cái trường hợp này nếu mà ở bên quận 8. Quận 8. À, đúng quận 8. Cháu tôi có đi từ thiện bển á. Dạ dạ. Cái bà già đó. Thì cô sư đó. Thì sư cô có nói là bây giờ những trường hợp nào mà muốn xin vào chùa thì thứ nhất là phải bây giờ xác định là gia đình neo đơn không còn ai cả. Thứ hai là cũng có cái giấy xác nhận của bên ủy ban phường. Đó, rồi bản thân mình thì cũng muốn vào trong đó nữa. Thì khi mình vào đó là mình vào trong đó thì ở sinh hoạt thì sẽ là sinh hoạt chung. Nhưng mà bây giờ cái chuyện về ăn ở rồi ăn ở các thứ thì là sẽ dạng như sinh hoạt tập thể, mỗi người một cái giường giống như là gì đang nằm như này. Nhưng mà về ăn uống là mình không có lo, về bệnh tật các thứ là có người khám hàng tháng, là có bác sĩ khám bệnh miễn phí cho mình, rồi các sư các thầy sẽ mua bảo hiểm y tế cho mình. Đấy, ăn uống rồi mai mốt mà mình gặp cái chuyện mình sang thế giới bên kia thì các thầy cũng lo. Đấy là đấy thì đấy là không, đây là con nói đây để gợi ý để cho cô biết thôi.
Em gợi ý cho cô mình biết làm đi. Làm vậy là phiền người ta, tại mình không có thấy đường, phiền dạ. người ta lắm. Người ta phải dẫn tới dẫn lui cũng phiền lắm. Thế nhưng mà ở đây thì cũng phải nhờ người đúng không? Ở đây thì cũng toàn đây các cô. Đây thì nói sớm. Bạn nhau ở dạ, dạ. nhỏ sống từ nhỏ tới giờ. Dạ đó. Dạ. Thì bây giờ nó trời nó chạy qua chạy lại chị em nhau đụng đụng nhau sống. Dạ. Cái giờ đưa vô chùa cũng tội nó đấy. Dạ. Thiệt có hoàn cảnh mà đưa đi đây thì em cũng không chịu đâu. Thiệt á hỏi nó ra mù không thấy gì chơi quơ quào là đụng đổ hết khó lắm. Lại đây thấy gì nó cũng thương chị lắm. Dạ. Chạy tới chạy lui giúp đỡ nó được cơm nước á đồ ăn là tôi á tôi ăn gì nó tôi cho nó ăn nấy vậy dạ. Tôi không cần ăn đồ ăn ngon hay gì á dạ. thêm bát thêm đũa đúng không một hai món thì dạ. không trời đó chị em á dạ. nào giờ đây giờ đưa nó đi vậy cũng tội nghiệp quá dạ. thì nó bị mù mắt chị nó lên chùa nó nằm cũng sáu tháng nữa dạ. lên chùa nằm sáu dạ. tháng ở trên ta kêu giường kỳ lạ đó dạ. đó chú biết không có giường kỳ lạ bây dạ. giờ đó thì lên chiếc giường kỳ lạ thì có thuyên giảm thì không còn gì ngồi á đâu có bớt đâu về dạ. đây nè mới dạ. mổ dạ. về đây mới mổ nó bị mổ, luôn dạ. bị mù luôn dạ. bị mù luôn ủa họ nó mổ cùm nước á còn ảo dạ. bị cùm nước nó nhà thương nè xong luôn dạ. ra bị cùm nước mổ luôn mà mù luôn á ở đây thì nói ra mà giờ đưa nó vô chùa nọ dạ. thì cũng tội nghiệp lắm không có chịu nổi đâu dạ. ơi buổi tối thứ chín có chạy lại chạy qua vậy có tối nè em với nhỏ này nè chạy tới chạy luôn với nó à. Chăm sóc nó để thay dụ quét nhà nè rau cái nhà cho nó vậy con nhỏ bạn nó vô nó thắp nhà với nó quét nhà được dùm à, con mình cứ để gái thôi rớt cái gì rồi để rớt cái là giờ để cho vô cho bán vì ba bao nhiêu tuổi tám mấy rồi ờ à, vậy hả à. Chị ba bán nước mía hả ờ à, giờ má ăn dâu bán nước mía dạ hồi đó lịch sử nhiêu rồi giờ ngồi à, rồi cũng như vậy chị là khổ quá trời à. Tại cái số hồi đó đẹp quá trời cái và số... không bây giờ nhìn cô vẫn còn đẹp mà dạ. Bây giờ con hỏi ý là nếu có ai yêu thương thì cô chịu không không thiệt đấy nếu người, nếu ông có sao, ông sáu cho ông sáu không, không sao bây giờ có ông nào thiệt mà đẹp trai đấy, yêu quá. Thương cô chịu không rồi bây giờ con hôm nay con sang đây thì cũng trước tiên là tìm hiểu cái hoàn cảnh của dì vì bà con thì cũng có nói trước rồi mà ra con cũng hôm nay cũng mới bố trí được thời gian cũng dạ. qua bà ngoại rồi một số các cô ở đây đó. Đây đây để con khai nên là à, ngoại biết trường hợp cô này không? À, cũng à, có mấy chị em ở gần đó cũng có báo với à, tôi là nói cô Minh này hoàn cảnh cũng neo đơn lắm. Dạ. Thành ra ngày nay là mấy dẫn à, Tấn Dương lại đây để mình à, tham khảo coi nó có đúng như vậy không? Là Tấn Dương giờ đang quay đó rồi nhờ giúp mấy nhà hảo tâm ở bển nha. Dạ. Nhìn cái hoàn cảnh của cô Minh này mà ủng hộ giùm cổ. Dạ. Cảm ơn quý vị nha. Dạ dạ rồi chào ngoại con gì có biết cô không? Có biết chứ nhà sát bên đây mà. À, nhà sát bên thì trước ngày xưa lúc cô Minh chưa bệnh thì cô thấy gì mê cô Minh sao? Hả? Cũng bình thường đi bán hàng sáng cũng bán như vậy đó. Dạ. Bán bột chiên trước đó. Bán chiên à, bán bột chiên trước. Vâng. Còn cô thì như thế nào với cả cô Minh? Sốt luôn. Sốt không à. Sốt. 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 Bỏ bán rồi giờ bán vậy chạy vô rồi. Chạy vô rồi. Đi nó dạ. thôi. Là cô tên gì ạ? Tên Nhung. Cô Nhung. Còn cô... Tên chính. Cô tên là... Em tên Hiền. Cô Hiền. Dạ. Dạ. Đó thì đây bà con hàng xóm cũng đều biết cái hoàn cảnh của cô Minh. Dạ. Thì hôm nay con tới đây thì trước tiên là hỏi thăm sức khỏe cô, thứ hai là cũng có một số mạnh thường quân cũng giao cho con một cái chút quà thì con cũng muốn thay mặt các cái mạnh thường quân trên cái kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay muốn gửi biếu tới cô là cái số tiền là 1 triệu ban đầu bước đầu là con giúp đỡ và con biếu cô nhận giúp con. Dạ cảm ơn. Dạ 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 dạ. Giờ cầm tiền thì cô biết phân biệt tờ nào và tờ nào không? Dạ không. À không phân biệt được. Thế bây giờ cô có muốn biết con chỉ cho cô cách để cô phân biệt không? Dạ muốn. Cô muốn nhá. Muốn thì hôm trước con học ấy là ông chú Châu bán nhang thổi sáo đấy thì chú có một cái tờ là 20 ngàn
Thì bây giờ chắc bữa nào các cô giới thiệu cho cô ấy, ví dụ như chia ra cô lấy một cái tờ 20.000 làm mẫu. Đấy, sau đó thì cô sẽ đo. Cô đo thì cái tờ 50.000 nó dài hơn chút xíu. Đúng rồi, cái đó biết. À, tờ 100.000 thì nó dài hơn dạ, xíu dạ, nữa. 200 thì dài nữa và 500 thì dài nhất. Dạ, dạ, đó biết, thì cái đó biết. À đó thì dạ. Đấy là con mách. Dạ, dạ, con xem giờ thì cô biết cách xem giờ không? Dạ, không. Không biết cách xem giờ. Dạ. À. Thế thì vậy là cô chưa có sự chuẩn bị, để hôm nào con sẽ hỏi thêm chú Châu nữa. Chú mù mà đi, lại còn đi bán nhang cơ. Năm dạ, nay chú lớn rồi. Tuổi rồi, chú thấy ngoài 70. Mù ta hay lắm. Đấy, chú còn biết giờ này, chú vẫn còn làm lộn, còn thậm chí là người mù nhưng mà lại đi sang Campuchia bán nhang, về Châu Đốc, về Hà rồi, Tiên đi đi búa xua đấy, rồi đi khắp các tuyến đường. Dạ. Xài điện thoại. Hoặc là có một anh nữa là anh Cường mù thì anh lại đi hát rong bán vé số, anh bấm mà được máy vi tính, bấm được điện thoại, chơi được Facebook. Đấy, à, mù mà anh dùng Facebook à, mới à. Chuyện như là chuyện Tiếu Lâm ấy, nhưng mà lại sự thật đấy. Vì là nó có cái ứng dụng, đâu là ứng dụng chuyển từ cái ngôn ngữ ra giọng nói. Yeah. Đó, và thì thôi thì thăm hỏi thăm sức khỏe gì, và bước đầu thì cũng có một cái sự hỗ trợ gì cơ bản chút xíu, để con cũng mong muốn là nếu mà những quý bà con cô bác, những nhà hảo tâm hoặc các cái đoàn từ thiện khác mà có thể xem được cái chương trình này, thì họ nếu như mà có cái kinh phí hay ngân quỹ đó, thì họ cũng có thể lưu ý trường hợp này và giúp đỡ gì nhiều hơn trong dạ. cái thời gian sắp tới. Dạ. Còn bản thân con thì khi mà có những cái niềm vui nào đó thì con sẽ mang tới con phụ thêm với cả cô. Dạ. Thì cô có ở đây thì cô muốn mua bán cái gì không? Dạ. Không thấy đường. Đường đâu. Cũng không thấy đường đúng không? Không thấy đường mà bán cái gì. Dạ. Đi chung vậy đâu đi được. Dạ. Không đi đâu được, nằm chỗ không dạ. ngồi lên. Về cái mắt của mình thì liệu có khả năng chữa lại được không? Chữa dạ, được không? Không, tại mổ 2 lần. Rồi. Mổ 2 lần. Dạ. Mổ nhà thương tiền. Ừ, lúc đó bà chị còn sống á. Dạ. Bà chị bà còn sống, bà dẫn đi mổ. Bây giờ bà chị chết rồi. Dạ. Chứ nếu có bà chị còn sống thì không đến nỗi dạ. khổ vậy, tại bà chết rồi. Không, mà bây giờ gì thấy, nói chung chỉ thấy là mờ mờ thế hay dạ, là sao? Thấy cái bóng đen nè. Đây ví dụ con dơ đây số mấy gì biết không? Không đây mấy ngón tay gì biết không? Không. Đây như này? Không. À cũng không biết luôn. Dạ lúc mới mổ là người ta đưa là không biết rồi. Ồ. Oh. Cùng nước đó. Cùng nước mà bể rồi. Vậy à. Vàng. Thì để con cũng muốn là để không hy vọng là cái chương trình này mà có ví dụ như có các cái bác sĩ hay cái đoàn nào nước ngoài đấy mà họ biết về cái thủy tinh thể hay gì đấy về mắt đấy. Họ có thể biết được mà họ có những các cái chương trình mổ mắt mà miễn phí ấy, thì có người ta có cái bác sĩ đó người ta cũng tìm tới mấy năm rồi đó, người ta tìm tới nhà người ta cũng đòi dẫn vậy, nhưng mà hỏi ra thì mắt bị mình mổ rồi nó bể nước phải bị hư giác mạc rồi dạ. ta không chữa được à. Tức là cũng đã có những đoàn từ thiện mà họ người ta cũng thăm với người ta lợi, người ta nói phải chi đừng chưa mổ á, người ta bấm huyệt này kia người ta chữa được nữa, mà bị vậy là muộn rồi, bị tại mình mổ rồi. Vâng, chứ con nhìn thấy gì da rẻ rất là hồng hào đẹp gái mà lại cười tươi nữa chứ. Đấy, nhìn xa mà gì không nói bảo khiếm thị thì ai biết đâu. Vâng. Dạ, đúng rồi. Ai mới dòm cũng tưởng là không có mù. À. À. Bị này 6-7 năm rồi. Thế ngoài ra con hỏi gì, có biết cái tài gì, có cái tài năng gì không, ca hát hay là kể chuyện hay gì không? Buồn thế mà. Dạ. Dạ. Khổ quá, buồn quá là và, ca. Và, thôi thì, như vậy là hàng tháng làm gì chỉ có sống bằng tiền trợ cấp đâu được 900 ngàn, 950. Dạ, 950. Bây giờ mình mua bán cái gì thì lại nhờ các cô bà con ở đây. Dạ, không có buôn bán. Không, ý là có mua bán gì để dạ, ăn uống. Ăn uống thì nhờ mấy đứa nó đi mua, ví dụ gì á, với người ta cho gì ăn bên đây. Dạ. Tôi cũng mong cho cái con nhỏ ra độ dạ. kiếm khỏe. Nhỏ dạ. nhỏ đó chạy lui đây. Dạ. dạ. Cái nhỏ hồi nãy đó, 7 á,
nó cho nhiều nhất, nó cho đồ ăn, nó sợ, nó nói chị đừng có nhịn ăn sáng. Vâng. Đừng có nhịn ăn sáng, chị đưa cho dăm bông cho chị, rồi chị lấy bánh mì đồ chị ăn, hay là cơm, cháo đồ cũng ăn được, đó là con nhỏ đó nó giúp cho hoài. Thế gì có thèm ăn món gì không? Để bữa nào con mua tặng gì? Ăn phở hay ăn món gì ngon ngon này, mình tươi tươi xíu chứ hả? Không, có uống sữa được không? Dạ sữa không có biết uống nó quá nó uống thì bây giờ là tính là mua cái gì để mà cho cô có thể tự chuẩn bị được ấy, ví dụ trong điều kiện các cô bận vì ai cũng có công việc đúng không, thì mua ví dụ tích trữ mì hay là phở hay cái món gì đấy để mà cô chỉ việc cô, bây giờ cô đun xong cô chế nước sôi rồi cô làm được không? Dạ đó, bắt cái ấm hay cái gì đó nướng một chút chế cho tô được. Biết nhưng mà có khi da nhỏ đó chị, có khi chưa quen đó à. Nhưng mà đấy cái chú Châu mà bán nhang thổi sáo là chú nấu ăn được đó, chú cũng có một lần bị phỏng nước sôi nhưng mà ở nhà các việc là chú làm nấu ăn. Đúng rồi, đấy, sợ đấy. Sợ phỏng đấy, nhưng mà cũng có lần bị phỏng. Còn như đi ở đồ cũng sợ bị giật á, dạ. Làm cái có công tắc, dạ. Có công tắc cho mình, công tắc mình bớt công tắc chỉ dạ, dạ. Dạ. Đó là quạt đồ này kia, dạ. Người ta cho, dạ. Người ta cho mình rồi người ta làm cho mình. Nhà này là trước là cô ở đây được bao nhiêu năm rồi? Dạ, ở từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ tới lớn. Cha mẹ chết hết rồi chia ra khúc vậy, dạ. Và bây giờ rồi lúc đó bà chị bà còn sống đó, bà cũng dẫn đi mổ mà bà chị phải sống thì không đến nỗi khổ gì đâu, tại dạ. Bà chết rồi. Chị cô ở trước chị ở đâu ạ? À? Hoàng hả? Dạ đúng Hoàng. Rồi chị Hoàng đó. Bây giờ bà chết rồi mới khổ quá. Dạ. Không ngờ tôi mới nghe đột chết đột ngột rồi tôi cũng biết. Dạ. Chị đi sống chị nhỏ này chị chết rồi mới khổ chứ thôi chị chết rồi vợ thân mình phải chịu lo. Dạ. Không như bạn bè lộ quá thương lắm, có món ngon giật lại nấu chứ còn lại đem lại cho nó ăn, còn chỉ không đến đổi đâu, còn chỉ thì không có đến đổi khổ, tại chỉ mất rồi đó là khổ dài luôn. Chứ còn chỉ có chị bưng lại chị nói nè em cái này cơm nè em cái này cá nè em làm cho mình biết á, rồi giờ chị chết mấy năm nay rồi, chị chết là thấy khổ rồi. Chứ chị sống là không có đứa nào để đổi hết. Thôi thì cô cũng ráng. Bây giờ thôi thì mình cũng có bạn bè, thấy các cô con rất là thấy rất là cảm động vì các cô ở đây cũng bạn bè mà. Dạ cũng nhờ lứa sữa mấy đứa con bạn xóm. Thôi để mấy đứa bạn nó ghé nó thăm rồi để bán anh em xa mua láng nhiều lần đồ, đấy. Quét nhà lau nhà với cô lời thăm nói chuyện cho vui rồi dạ, vậy dạ. Đó đấy, các cô các chú ở đây rồi mọi người giúp đỡ gì thì con thấy cái tình cảm lối xóm rất là tốt đó. Nói đi thì cũng nói lại, thực sự là cũng thấy cũng gì tưởng là gì không có con cái gì cả mà có con mà con mà lại không có trách nhiệm với ba mẹ, thì nói thẳng ra là con cảm thấy thế cũng không hài lòng đấy, không hài lòng vì bất cứ lý do gì mình nghèo khổ nhưng mà mình không thể bỏ cha bỏ mẹ được, cha mẹ thì là cái người mà mang nặng đẻ đau sinh ra mình, thì mình có nghèo thì vẫn bây giờ nghèo tiền bạc thì người ta còn dễ chữa, chứ còn nghèo về cái tình cảm và nghèo về cách đối xử đấy thì con cảm thấy là tự thấy là không hài lòng rồi, nhưng mà thôi thì cũng bù lại thì có bà con lối xóm cũng giúp đỡ gì thì như thế cũng rất là tốt, thì con cũng thôi hôm nay thì bước đầu như thế, tới là hỏi thăm sức khỏe gì thôi, chúc gì sức khỏe nhá. Dạ. Dạ. Và cảm ơn nhiều. Và cảm ơn con tên Tuấn Dương nhá, con tên Tuấn Dương. Dạ. Cảm ơn chú Dương nhiều. Dạ dạ. Dạ rồi thôi con. Chú Dương nhà ở đâu lượng? Vâng. Dạ. Đó, con ở bên cũng gần đây. Đấy thì bây giờ gì nhớ còn nhớ số tiền con gửi không? Là bao nhiêu tiền thì nhớ không? Nãy chú Dương nói là 1 triệu. Dạ dạ. À, đúng. Dạ vâng. Dạ. Rồi thôi gì đấy gì cất hoặc là nhờ các cô ấy, gửi các cô, nhờ các cô. Nó đổi ra giùm dạ. Mới xài dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ dạ dạ. Vâng. Bây giờ mình về ha. Vâng vâng, thôi con chào các dì nhá, con xin phép giờ con đi về đã. Dạ dạ. Dạ dạ.
dạ. Đường này cũng qua chợ. Đây là đi ra ngoài kia đúng không? Dạ. Từ đây này hẻm ngóc ngách đây nữa này. Nhiều lắm, bây giờ trong trong cái khu này ngách nhiều, mình cũng chả biết đâu ở đâu một lần.